Most cartel members are violent idiots who are too high to care. But Patricio Mendez Valle, a.k.a. El Cerebro, is an oddball genius who's too fucking smart to bother. Nidia Flores spotted his intellect when he was just a kid. She sent him to college in Mexico and later grad school in California. Word is he was too strange and misanthropic for even that crowd. But he popped up on our radar. El Cerebro heads up the cartel's submersible program out of Jimenez. From Jimenez, his semi-submersibles, sometimes carrying as much as 10 tons of cocaine, head downriver to Brazil, then to the Atlantic. From there, floating just a few feet below the surface, they can go all the way to Mexico, even as far as Florida. But smuggling with these semi-submersibles will soon be a thing of the past. He and Nidia have ambitions to make reusable, fully submersible craft. Think what a multi-billion dollar criminal enterprise could do with a fleet of submarines. Smuggling would be just the start. If we're gonna take down these subs, we need El Cerebro and his jagged-ass brain intact and cooperative. Just remember, he's Nidia's pet project. She won't give him up easy. Ok, và chúng ta đã quay trở lại với thuyền Việt Nam. Nhìn khá là giống mấy cái con thuyền Việt Nam chứ. Đâu để chụp tấm phát làm kỷ niệm coi. Những thanh niên ngồi thuyền. Cái khu này nhìn giống như Việt Nam dễ sợ luôn á. Mấy nhà du quê này nọ kiểu á. Cũng xài xuồng như thế này. Nhìn cũng cu te phết. Chỗ này nhìn cũng thơ mộng ha. Có điều mình cầm mấy cái súng trên người là thấy không hợp lý thế nào. Đáng lẽ là chúng ta phải làm cái gì đó thích hợp hơn. Và cái nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ đi giết cái thằng nào. Không biết phải giết hay không nhưng mà cứ nói nó đại giết đi ha. Thì El Cerebro, cái thằng cứ cái tên giống như chơi cái máy trong cái phim X-Men á. Cái máy mà dò tìm dị nhân á. Các bạn nào coi mấy cái tập như X-Men First Class thì hình như nó có nói về cái vấn đề này. Cerebro này đặt tên cũng ngộ ha. Chắc hâm mộ X-Men cái kiểu. Kiểu chúng ta đang tiến tới chỗ này đây. Và nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải kiếm một cái con thuyền mà được thiết kế lại thiết giáp một loại công nghệ mới. Và có thể là chúng ta sẽ ăn cắp nó đó. Nhiệm vụ cũng chỉ có nhiêu đó thôi, mình nghĩ là vậy. Riêng mà làm như mình đi lính mà giống như đi ăn cắp vậy. Ready? Fire! Fire! Dad's inserted troops into the province. We need to keep our heads down. Mới đi thuyền một xíu làm thấy ghê vậy. Thôi mình thấy nghĩ là nên đi bộ từ đây đi. Xuống đây anh em. Chỗ này quá nguy hiểm mà chúng ta có thể đi stealth swim luôn. Ồ bơi mà bơi để không bị phát hiện á. Tính là mình mặc cái bộ đồ này giờ nó lại không thích hợp với nhiệm vụ này. Nhưng thôi kệ đi. Chúng ta sẽ đổi vào những tập tiếp theo. Hôm nay chúng ta giết nhiều hơn rồi. Thì mình có để ý là mình quay thì cái trung bình cái 4 tập là chúng ta sẽ giết được một cái hệ thống. Thì mình coi tới tập 8 thì nó là như vậy. Armored bow, chúng ta đi tìm cái con thuyền này. Cái này không ta? Spot bắn sát luôn. Listen up. We steal the boat and then take it to the RP so Bowman's people can give it the once over. À đây. Play with it first. Này muốn chơi gì nó. Chỗ này cũng không khó lắm thì mình nghĩ là vậy. Tại địch nó lừa thưa. I need a better position. I got a narco over here, the bridge. Có lẽ mình sẽ bơi tới cái chỗ này đi ha. Hay là mình sợ nó luôn đi. Để stealth swim thôi coi. Ngậm dữ luôn. Không biết mình stealth swim được bao lâu nữa ha. Nín thở dữ dội luôn. Cũng không cần thiết lắm. Tại vì
Chứ khi nào mà bạn bơi sát lắm thì bạn mới cần stealth swim. Con này mình thấy cũng đâu có sao đâu ta. Chúng ta chỉ cần vô lấy cái thuyền rồi chúng ta đi ra thôi cái gì. Hey, we got an arco with the submachine gun. Over by that cage. No, chúng ta phải lái chứ không phải là cầm súng. Let's get out of here. Where we dropping off the boat? Bowman had... Có vị trí chưa? What the fuck? Nhưng mà làm sao để mình lái ra khỏi chỗ này ta? This ride ain't all bad. Shit, give me a beer and I'll pretend we're back home. Chúng ta có đi đường thẳng rồi chắc ra. You still think you're 22 or something? Nah, I'm just looking to hook up with 22-year-old. Oh, có mở cửa luôn, nhìn ngầu phết mấy. Đi đâu ta? Đi đâm đường thẳng này qua đây, qua đây. À rồi, hiểu rồi. Đây mình coi lại coi. Mình đang tính quay phải thì phải, nhưng mà phải quay trái mới đúng. Ôi. Thuyền khó lái vậy. Cái chỗ này nó bị kẹt cái gì hết ta. Chúng ta không thấy đi được. Ờ, chơi đại luôn. Thôi đó, đi được rồi. Đúng rồi, đi hướng này mới đúng nè. Đi đường này mới là chính xác nè. Anh em ơi, chúng ta đang đi tham quan đồng bằng sông Cửu Long. Xuống máy kiểu hứa nhìn ngầu phết. YOLO. Ồ, nhìn giống giống rừng rậm Amazon nhiều hơn là giống Việt Nam. Với Việt Nam nhìn nó không có đồ sộ như thế này đâu. Nằm thẳng cuối đường luôn. Đừng bắn nha mấy đứa. Mấy chú bắn cái là thấy mẹ luôn. Let's keep our heads down and see if we can get to the central warehouse undetected. I want to find out what else the Rebro's working on. Nãy mình cũng mém bị phát hiện á. Nhưng mà tại sao nó dừng lại đâu không phát hiện được. Chắc là nó không thấy cái mặt mình nữa. Tại nó nhìn phía sau mà. Quẹo khúc này mới đúng mà. Sao chỗ nào cũng có địch cái gì. Cái tàu này nó khó quẹo cua dễ sợ. Đúng là tàu quá khác. Quẹo cua gấp là làm coi như không thể. Quẹo quá khó. Các bạn phải dừng lại bạn mới quẹo cua được. Mép nó bị phát hiện nữa. Ta đang vô cái vùng gì vậy ta? Ok, ngon, giao. Ship hàng chị ơi. Ship, giao tàu hôm bữa các bạn đặt cho em bán một cái tàu. Đây tàu free. Nó tiền ship 20.000 nha chị. Nó là biết mình làm như shipper rồi đi ăn trộm giùm vậy á. Biết mà ghost mà giống như đi ăn trộm không anh. Một rồi đi bắt người giống kiểu gọi là gì ta. Trả nợ mà không chịu trả nợ là đi bắt lại rồi mày trả không. Mà không á thì giờ còn cái này thì chúng ta đi ăn trộm nó làm ba chuyện xấu xa không. Chán mấy chị ghê. Ồ đây có nhiệm vụ nữa nè. Got a location on a warehouse where El Cerebro does most of his high-end design work. Sweep the building, grab any useful intel you can carry and torch the rest. Hay là mình làm nhiệm vụ đó tới kìa, nó kêu là destroy nè. Of submarines they're using to smuggle coke into Florida. Find the subs and sink them. Submarine fleet destroy. Cái kia thì nó tiện hơn nhiều. Mượn tàu thử coi. Có lẽ là chúng ta nên phá tàu xong rồi chúng ta sẽ tiến thẳng lên trên luôn. Nó gần, nhiệm vụ nó gần. Better not roll this thing. Thế nghĩ mình đi bộ đi, tại mình lười lái này quá. Này khó lái quá. Tại cái chỗ kia nó cũng không xa lắm. Eyes up, we got hostiles in the area. Quật luôn em ơi. Sợ cái méo gì. Sniper. Cú te vậy? Sniper out there.
This place is amazing. Ồ, hình như mình vừa mới bị lắc mạng hay gì á. Mình chào nó offline mà nhìn cái nhìn cứ như lắc mạng vậy á. Stay sharp. Tự nhiên cái gì what the fuck? DZ kill the people. Okay, chuyện này ai cũng biết. Destroy the truck stuff. Yo, two cartel gunmen. Point them out. There, by the container. Ồ, oh, the spot giùm luôn ngon rồi. Oh, sniper ở đây. Sniper in the tower. Ồ, oh, một viên quá đẹp. Một viên quá đẹp. Một viên quá đẹp. The truck sub. The truck sub nằm đâu ta? Oh shit man. Can't see squat. My drone's being jammed. Con này mà cũng có đồ jam hết trời. Hold up. They're gonna see. I got a Cerebro brand sub. Eyes on those flanks. Let's take it out fast. Yeah, take it out fast. Roger that. Move it. I need a better position. I got it. Moving to position. Target acquired. Standing by. Ready. Call the shot. Got one. We got a Sicario. The bridge. Con thằng nữa. Sợ nó đen em ơi. Ơi, mấy tự nhiên mình cứ lộn nút vậy ta. Tự nhiên lộn cái nút đứng lên cho nó đứng lên luôn. Mình bấm nhanh quá. Fuck, took you so long. Làm gì nó chế nguyên cái tàu ngầm đây ghê vậy? Ôi mình bắn cái tàu ngầm đây mà ta. Ê! Nó phá giùm luôn rồi. Tiện vãi. Hên lắm mình là mình có cái skill cuối á. Là hồi sinh tới 3 lần rồi. Lần này lần thứ 3 đó. Thanks. Đừng có chỉ cần ra khỏi chỗ này thôi. Tiến thẳng lên kia làm luôn. We've got a location on a warehouse where El Cerebro does most of his high-end design work. Sweep the building, grab any useful intel you can carry, and torch the rest. Investigate secret project. Nó còn hỏi cái dự án ngầm nữa. Một cái dự án bí mật. Và chúng ta phải đi tìm hiểu về vấn đề nó như thế nào. Ok, no problem. Mấy là mấy nhiệm vụ nó gần gần như thế này, tại quyết mấy. Careful, Sicarius ordered submachine gun. Terra, see? Còn mấy đứa đâu, chúng ta không cần phải lo. Lo cái mấy chỗ này thôi, investigate. Không biết chỗ này có bị jam chứ không nãy nữa. Ô, oh, lại jam. Signals all out. They're jamming the drone. Heads up, narco with jam the jam chúng ta có vẫn có. Cái này nhưng mà cái chúng ta phụ thuộc của chúng ta thôi. Tức là nhiều lúc là nếu mà nó thấy mình nó là thấy luôn. Is that an air defense system? Yeah. Thấy mẹ rồi. Investigate. Nên nó có cái gì mà chúng ta phải đi tìm hiểu, mình nghĩ chắc trong cái mấy cái nhà này nè. Là nó phải có cái gì đó. Wow 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 wow. They're gonna spot you. Back up. Nó nghe tiếng hả? What do you make of that? Who gives a fuck? Let's blow it up. Hoo-ah.
Destroy the Rototide submarine. Ok, chúng ta biết cái đó là cái gì đó. I got a Sicario with a submachine gun. Where you got him? By the SAM launcher. Whoa, whoa, whoa. Hot hole. Nó giấu kỹ dữ ta. Ôi vãi lờ. Máy nó bị phát hiện rồi. Cái này mình chọi cái này lên hay là chúng ta bắn cái này chắc được. Let's gather some info, Ricky Tick. See if we can't grab something that tells us what El Cerebro was working on. Chúng ta đang trộm nữa hả? Vui vậy. They're coming right at us. What's the word, boss? Whoa, 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 whoa. Stay down, stay down, stay down. Ooh. Không sao nó thấy được hay vậy? Ok, chúng ta không phải reset lại hút kia. Chúng ta chỉ cần vô ăn cắp thôi. Mà chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Tiện ghê. Tự nhiên là mình để phát hiện cái khúc đó ta. Thấy đứa nào trên đường là giết hết. Có cái máy tràm ngay đây mới ghê chứ. Nãy mình không thấy thôi. Có thằng ở đây nữa. Hú hồn. Ra đây em, ra đây. Careful, Sicario scored with a submachine gun. By the stack of tires. They're gonna make you back up. Ủa cái thằng kia đâu rồi? Ủa mình thấy trên map này nhưng mà không thấy nó đâu á. Rồi mấy cứ nói nãy nó nói là they gonna make you nhưng mà giờ mình không thấy đâu sao mà. I'm seeing two narcos here. These supplies will buy us a lot. Bot được spot giùm bà luôn đi. Ủa hả? Sao nó để dưới lòng đất là sao ta? Dưới đây có lòng đất nữa hả? Thấy bắt đầu thấy lạ đó nha. Dưới đây có lòng đất nữa hả? Hay là tại nó chỉ vô đó mà mình không biết cái đường vô nào. À đây đây đây. Marking an enemy. Nó vẫn chưa thấy mình. Target spotted. Tanker knows somebody's got a beat on. Tụi bên ngoài vẫn chưa biết, tụi bên ngoài vẫn chưa biết. Tell me where. Near the SAM launcher. We've got the intel we need on El Cerebro's research, and we took out the prototype. The project's FUBAR'd for sure. Chú thể fast travel rồi khỏi chỗ này thôi. Bây giờ mình mới nghĩ lại cái khúc mà mình coi cái cutscene đầu tiên của cái smuggling á, là nó đi giao bằng ba hướng, đó chính là Airland Sea, tức là đường hàng không, đường biển, đường nước á, đường biển với đường phương tiện bình thường á, thì land á, còn giờ mình thấy là sao thì nó lại cần tàu ngầm để làm cái gì, thì cái suy nghĩ mình nữa là giải hết tất cả đó chính là
đừng nó giao thuốc phiện bằng tàu ngầm. Đó là cái thứ mà duy nhất mình nghĩ tới, nó giao thuốc phiện bằng tàu ngầm thấy mới đỉnh. Tại vì mình chưa thấy cái quy mô nào mà bán thuốc phiện mình tới như cái cỡ như thằng này mà phải cần tới cả tàu ngầm nữa. Đứa này có bị jam giống như cái kia nữa không ta? Heads up, we got a turret. I see a second target. I got a third target. We've got a drug sub to demo over here. Tốt này. Keep security tight. Nếu như ta qua được cái bờ bên kia bắn một phát rồi ta ra tới đây bọn. That's 10 targets. Không thấy ai hết ta. Mình đang ráng nhìn vô bên trong đây để tìm được bao nhiêu thằng hay nhất có thể. Nói vậy đến giờ nó cũng lẩm nhẩm Santa Blanca mới ghê chứ. Santa. Tao biết là mày cuồng Santa Blanca rồi nhưng không cần phải làm như vậy đâu. Tango's remarked. What's the word? Thằng này nó đi lên ta. Heads up, we got acquired. Khoan đã. Giết mấy thằng nào ngoài lề thôi. Targets confirmed. Ready to assault. Ba anh kia đây sau đi. Roger that. Target marked. Say the word. I'm shooting these fuckers. Okay, we're still good. Vẫn ngon, vẫn ngon. Còn 25 giây nữa mình cho xử ba này luôn. Mình nằm đây mình xử thằng sniper cái này. Ồ, hình như còn thằng chưa đi chung với nó nữa vậy. Hai thằng sniper. Phải thì hơi là mình chưa có bắn. That's 15 hombres. Rồi đó, đủ rồi đó. Chứ kèm thời gian anh mày nào. Rồi ok ngon. Chúng ta còn phải có thêm thằng Ghost để xử lý mấy thằng này cùng một lúc. Cái này phụ thuộc khá nặng với cái sing shot ấy. Nhưng mà nếu mà mình bắn cái thằng này nó gục xuống thì nguyên đám này biết hết hả? Giờ bắn nào trước đây ta? Thông minh lên tí cái nào. Ready, call the shot. Để coi dân này nó quay hướng khác kìa. Ồ, khoan đã. Ôi, what the fuck? Má mình không ngờ bị phát hiện cái khúc này luôn trời. Ê, chán quá ấy. Đó, plan B mấy đứa ơi, plan B. Mà mình không nghĩ cái tàu ngầm nó di chuyển đâu đi ha.
Tụi bay có mỗi cái việc mà giữ tàu không xong đâu mà. Giữ trong cái gì đó. Đó. Open fire. A copy. Ồ, bắn gì mà không vỡ ta? Submarine destroyed. Let's get the fuck out of here. Đó, xong. Còn cái nữa. The cartel has a flotilla of submarines they're using to smuggle coke into Florida. Find the subs and sink them. Got no tangos on my radar. We're clear over here. Oh. Chúng ta xử lý lên plan B nhanh hơn bình thường. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Cái chỗ này nhìn cũng có vẻ lớn à. Destroy the truck sub submarine. Để coi cái tàu nó nằm đâu ta. Chắc là giữa cái cầu đó. Tại vì mình nghĩ là chắc nó phải sửa sang lại một số thứ trong đó. Chúng ta để đậu ngay đây đi. Và nói chung là mình chưa muốn kích động what the fuck man. Weapons free. Weapons free. Hold your position. Má cây muốn lặn mà gió chẳng chiều ngừng. Ok, chúng ta vô trong à. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hey, we got a narco over by the observation post. Tưởng mới có sniper hay gì ta. Mình có tụi bị jam tiếp chứ. Sao không có ai trên đấy ta. Chắc đi xuống dưới gì đó. Cái gì? Bị gì? Got two Sicarios. Point them out. There, by the observation post. Làm gì nó canh cái cầu này ghê vậy ta. Ở cái chỗ này nhìn hay phết. Giống khu nghỉ dưỡng mini vậy ha. Tàu nằm đâu ta. Lieutenant này cũng không cần á. Here's target number 5. Target spotted. I got a target carrying submachine guns. Ủa cái tàu ngầm nằm đâu được ta? Just spotted one with submachine guns. There's another one. That's 10. Ui. Bay lọt cái đó mình không để ý luôn. Cái này... Ê, cha. Mình nghĩ là
Đằng tốt đằng này là mình nghĩ là sau cái chỗ này. Nhưng mà biết đúng hay không thôi, giờ chúng ta đi tìm hiểu. Nãy đụng mặt nước mà nó ngổm luôn. Ngay Cerebro's luxury model. Mấy thanh niên này không có chỗ nào để khác để hay sao? That's 15. I got a target carrying submachine guns. Căng. Căng đét luôn á. Để mình suy nghĩ cái cách tìm đường vô đó đây. Hay là mình bơi thẳng vô. Sao thấy mình được hay vậy ta? Mặc đồ trắng quá cũng là còn một vấn đề. Để mình vô lại thêm một lần nữa coi. Tại mình đang tính lặn một phát xuống dưới chứ chỗ này mình lặn vô đây. Thôi, đúng ta. Cho tới giờ đi bơi đó. Không biết mình nín thở được bao lâu nữa. Chỉ sợ này nó phát hiện thôi giống gì. Có nhiều thứ để lo lắm. Chết mẹ nó phát hiện thì. Mấy tỷ nó quay mặt lại ta. Ok, vậy còn mỗi mình anh với em thôi. Cái này cũng cho bò phết nhờ. Bắn tới 2 phát mới nổ. Ok, ngon. Là chúng ta đi bắt cái thằng trợ lý của El Cerebro nhưng mà không bị phát hiện nha. Và có lẽ chúng ta sẽ tra khảo nó để tìm ra vị trí của anh kia. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt thằng kia về. Vậy thôi, cũng khá là đơn giản. Eyes up, we got hostiles in the area. ¿Qué haces? You got any chisme about the cartel or the sicarios? Thôi sơ sơ cái đó. Gracias. Guy gave us the location for a supply drop. Let's get to it. Chơi đi tiếp nào. Không bị phát hiện nha. Hơi căng đó. Got eyes on the assistant. Keep your distance, but sure as shit keep him alive. We have to tail him to El Cerebro. Mấy người đây luôn mà không bị phát hiện. Ủa tiện phết, nãy mình giờ nãy giờ mình chưa đi vô. Ủa chúng ta còn chưa bị phát hiện nữa mà. Làm gì nó nhìn ghê vậy? Đó. Tôi vậy chứ, đưa xe cho bố mày đi coi. Let's go. Không tính ra nếu mà mình cách nó khoảng 200 mét gì đó khá là tiện, tại vì khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Đối với thằng này. What the fuck, nó chạy qua một cái khu của Unidad hả? Mà xa quá thì cũng không được. Fucking kidding me. Tôi biết vị trí được rồi ta. Đừng đi lại gần quá. Mình chỉ sợ nó phát hiện cho nên mình vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách. Mà thấy nè, thấy nó phóng qua nguyên cái Unidad làm hay sẵn rồi. Biết lựa đường ghê luôn á.
giống kiểu đang đi, bạn đang đi giữa đường mà bạn quay ông nguyên trụ chốt ra cảnh sát giao thông á, là bạn sợ đang đi giữa chừng đó cho nó ra quắt bạn cái rồi mà ăn vừa chui mà đời đâu biết chuyện gì xảy ra được, cảnh sát mà giờ nó bắt bạn, bắt bạn cũng đủ thứ chuyện, bạn không bị này còn có giấy tờ cũng bất khi nào nó cho bạn đi không đủ lỗi, trừ khi bạn bơ phạt hoàn toàn rồi mới ra, còn chứ cỡ như mình thì đủ thứ kiểu à, xe bị xì bánh xe ra em, xì bánh xe ra em rồi đèn hư, mặc dù mình đèn mà nóng hư cũng nói cũng ra mặt được luôn, quên xi nhan hoặc gì đó, bước chân lên lệ cũng tính nốt luôn. Hey. Đây mình kể cho để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện về bạn gái của mình. Đi ngoài ngoài đường bị công an bắt khá là bựa. Đó chính là hình như là đi xe giữa đường xong cái dừng xe lại ngay lúc mình đang chờ đèn đỏ thì cảnh sát đứng bên kia đường, đứng bên cái đèn đỏ bên kia, thì đang đứng đợi đèn đỏ thì đứng ở trên thôi, nó đâu có vượt đâu đó, chứ bình thường nó cái chỗ đó đông người nữa. Nhưng mà cái xong cuối cùng là bị đang đi cứ tưởng là đi bình thường tại vì đâu có gì đâu, đâu phạm được gì đâu, cuối cùng cũng bị bắt. Tự nhiên cứ bị bắt xong rồi dính thêm một cái lỗi là em đậu xe lên lề mà trong khi bạn gái mình nói rằng hoàn toàn không hề đụng tới cái lề, tại vì đang đi trên đường mà, tự nhiên ai là đang đi trên đường mà tự nhiên lại dắt xe lên lề làm cái gì rồi đi tiếp đúng không, tại đang đi về nhà mà, cái xong kêu là em dắt em đi lên lề. Hay thật, đúng là cảnh sát Việt Nam quá khác, cái gì cũng nghĩ ra được. Sau vụ đó mình cũng bó tay. Capture. Căng vậy. The drone is up. I can't see squat. My drone's being jammed. Rồi, tự lực cánh sinh rồi. Close to the turret. Alarm over here. Này, mình thấy nó đi vô đây rồi. Không ta. Không có ở trong đây hết à. Mấy này cười ghê thiệt chứ. Sniper, top of the tower. Signals all bad. They're jamming the drone. Không thấy ai được luôn. Hey, chúng ta phải đi tìm cái mong ra thì chúng ta tìm thằng kia dễ hơn nhiều. Nếu chúng ta có drone. Với lại nhiều lúc các bạn có sẽ cần drone để ra lệnh cho mấy này. Nhưng mà giờ là drone chúng ta không thấy, mọi thứ là đều mạo hiểm hết. Wow, hú hồn. Ôi. Thằng này cũng đâu đây thôi. Opening fire. Thằng kia đâu được ta? Không thấy luôn trời. Tới giờ xử lý rồi đó.
Bắn gì ghê vậy bộ? Ghê vậy bộ? Ok, xong rồi đó. Tangles are marked. Standing by. Có cái máy nào đâu đây nó... Wow 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 wow. Ủa, xin lỗi các bạn. Đây rồi, thằng kia đồ ta. Không thấy luôn trời. Roger that, target marked. Plan là chúng ta phải đi tìm mấy cái thằng này đã. Rồi chúng ta muốn làm gì làm. Thì thôi, easy. Vẫn không thấy luôn trời. Như nãy giờ chúng ta chỉ mới gây sự bên khúc bên ngoài thôi, chúng ta còn một khúc xuống đằng kia nữa. Nãy giờ biết nó bỏ chạy vậy nữa. Ôi. Một phát ngay du ngay châu hiểm. Ồ, ngay đây còn ngay đây nữa nè. Ờ không, cái chỗ này mà nãy mình đi rồi mình chưa tìm cái khúc đằng sau, mình cứ tưởng là không có ai. Còn tú đằng kia trên một cái nữa. Thằng quỷ ghi trốn đâu kỹ dữ ta. Ở trên đây nè. Nãy mà đi theo đó mà không thấy ra. Này thanh niên trốn kỹ vãi, trốn trong khu quân sự luôn rồi. Đáng lẽ nào mà đường để phải biểu hiện đó, mình vô đây nè. Mình tìm nó thì nó sẽ ổn hơn, nãy mình lỡ bị phát hiện khu đằng kia thì mình cứ tưởng là nó gần đằng kia thôi, ai ngờ. Ủa chỗ này nhảy vô được rồi. The drone's fucked up. They're jamming us. Sniper out there. Stay there. Welcome. They got alarm. Bắn một cái đi cho đỡ. Có khi tụi nó có một cái mà tụi nó cũng làm ầm ầm mọi chuyện quên cũng được. Không có ai đây hết ta. Giờ chẳng lẽ lăn luôn á trời. I got a target carrying submachine gun. Ừ chắc vậy. Thiết nghĩ. Lăn là tụi nó không phát hiện tại vì đây đây tụi nó đứng đây. Nó nếu giờ mà có con trôn của mình đỡ biết mấy. Nó vẫn chưa chạy, nó vẫn chưa chạy. Bắn vậy mà không, nó không chết trời. Tắt cái này ra. Ui ui ui.
Đó, tôi về đi. In position. Target's marked. Just say the word. Ôi, nó chạy. Tự nhiên thấy con trôn mà ta. Target's marked. Sao nó chạy lên trên rồi đó? Target lost. Nó đi hướng tự nhiên đưa đi ông ngược lên hướng trên lại. Mày làm cái gì chết đi. Chứ nó bắt cái thằng này nhưng mà cũng sao tự nhiên. Ê, có cái tí siêu công việc một làm không xong nữa. Để anh mày tự xử đi cho rồi. Giờ đi cho nhanh. Đợi tụi bay lâu quá. Ồ, mém đi, chết thằng này. Mày ngồi yên đó con. Ok, ngon. Mày hên cho mày là cái khu của mày có nhiều cái trực thăng á. Cho nên chúng ta sẽ đi bằng trực thăng. Ok. Lady Killer. Bắn đi, dưới hết đi. Tôi sẽ lấy cho thằng đi. Ok. Mày vô ngồi. Đi giao hàng nào. Xa phết ha. Giờ bọn đi chờ thằng là hơi bị mệt. Bê lẹ ơi. Enemy reinforcements coming in. Nhưng mà nếu cho tao không bắn thì chắc là một phát sau nó không dí rồi đâu. Nói tao đi bằng trực thăng mà mày đi bằng xe nói gì nữa. Đó. Im lặng là vàng. I prefer you didn't. But I've almost cracked this. Má mày này nàng này cũng thiên tài chứ. Chế tại tàu ngầm không. Not an issue. It ought to be easy to find monoethanol in Bolivia, right? It's just an issue of scale. Can I call Nidia Flores? She's probably busy, but she won't mind. She knows me. We're close. What am I talking? In scrubbing? No. I mean scrubbing needs two compartments. Wouldn't leave room for any people. That's Kim vô đáp rồi. Đáp xuống rồi. Đó, nhẹ nhàng bình tĩnh. Đó còn có đường xuống nữa. Chứ đáp mà đáp không được cái xe nó cứ này nó cứ di chuyển thì làm sao mà. Thank you baby Jesus. I'm sick of listening to this guy. Now you know how we feel every time you open your mouth. Ma'am, Nidia will be looking for me. Good, because we're looking for her. They say you've got a good brain between those ears, camarada. Now that you're up Schitt's Creek without a submersible, you may have figured out that you need me to help you, and I will, once you help me. Huh. Forgive me for asking, but what do you think this is? Compelling? Dramatic? The rocks here have been around for centuries, long before you were a gamete in your father's testicle, and they'll be around long after you've gone back to the dust. Do you understand? These rocks have more significance in the universe than you do. Than your high and your hypocritical war on rocks. Are you taking me to Nidia or are we waiting for her? Do you not understand that I will lock you up in prison? Where tattooed neo-Nazis will use you as a human pincushion for their dicks? The problem is that you still think that anything matters. Anal rape. Cocaine, murder, it's all nonsense. Do you think the jaguars waste any concern on how they feel? Or that the rabbits they eat contemplate the name of God? Meanwhile, you're still lying to yourself, convincing yourself that you make a difference.
So nothing matters to you, El Cerebro? El Cerebro? I am not El Cerebro. El Cerebro slipped through your fingers before you even knew he was there. He is quite simply gone, as though he never existed. What's his name? He's a doll, Tio. He doesn't have one. You have to be alive to have a name. Sí, I imagine that's true. Nidia, mi reina. Yes, mi rey. You know this expression, I love you more than life. Claro, of course. I love you, my queen. But not more than life. All the Sicarios in the world ain't worth piss if you don't have the accountants to wash the money clean. Octavio Allende is the accountant that does Sueño's laundry. They call him El Pulpo, the octopus, because he's got his tentacles everywhere. You take him out, a lot of other pieces no longer connect, but I want to use him as a weapon. Pulpo is management, and he knows it. Instead of an AK-47, he has a briefcase, and he uses it to open doors to businesses, to cement relationships with politicians and police, and to make the cartel's money something they can spend. Thanks to El Pulpo, in addition to its illegal enterprises, Santa Blanca has its cash in numerous legit businesses. El Sueño has brought El Pulpo to Bolivia to audit Nidia Flores. Cash from Brazil comes into Barbechos, where much of it is laundered into the mining consortium. Nidia's profits must be looking a little light. Say, when in doubt, ask someone. I think you left the word motherfucker off the end. When it comes to my ex, the motherfucker is implied. I got a target carrying submachine guns. They're gonna make you target back spotted. Up. Oh, maybe we. There, by the helo. Đâu, sniper. Oh, ở trên kia. Nhìn đây có thằng nữa rồi. Có thể về trong đây mình như trên nóc hay sao? Biết có phải không nữa ta? Check lại thôi. Oh, đúng rồi, trên nóc. Ở đây có nữa ta. Để cho nó xử hết mấy thằng sniper đi. Rồi thằng này chắc đây nè, interrogate. Copy. Target marked. Họ bé nữa. Watch out. Place is rigged with an alarm. Taking a shot. Ủa, kia nó nghe hả? Nghe hả? Heard the shot. Whoa. Nó nghe tiếng rồi. Ôi, nó vừa thấy mình cái nó sợ quá, nó đi ra liền ngồi luôn rồi. Hết em đi. Get ready, fire. Copy. Whoa, là đúng to luôn. Bắn rác vậy. Open fire. Má đông vãi luôn. Muốn bắn nữa không bạn? Wow. Rác gì mấy bộ? Gia Thảo nhẹ thôi. Interrogate. Hai. Wow. Bắn nó đi bộ. Má bộ đứng canh không có canh gì hết.
Let's get back to business. Tell me where I can find Pulpa's boy Wagner, or I start shooting off toes. You got some anger. But I'll tell you, Wagner was snatched off the street by Nidia's guys. Enemy down. Yeah. Giờ có thời gian nữa hả? Bên đây đều. Như nào ở đâu ta? Ủa tôi đằng kia, nó cho mình có 4 phút rồi á. Để mình đi lấy cái chìa khăn trên đầu mình có chìa khăn. Thôi để sau lấy đi. Popo's boy snatched by Nidia's crew. That sure shit don't buy. I'd say Nidia's got something to lose and she thinks this Wagner guy can help her keep it. Mấy này nó cũng tin, nó không tin lắm. I don't buy. We got more tangos coming in. Rồi đó còn cái chiếc thang này đi. No. Tính xa bố mày ra. Ủa nó nằm trong túi như này à. Cũng không quá khó lắm. Như chỗ đám này có người canh nè. Để tìm chỗ đậu thôi. Sao đi xuống mà không bị phát hiện. Rồi chúng ta biết nó đứng đâu rồi. Mình còn có 2 phút 40 giây rồi. Ồ, có gì đi đát bới bay ngang qua nữa chứ. Cái thằng này nó vẫn phát hiện ra mình cứu nó mà ta. Ơi, mấy em nó bắn chung này. Ồ, ngầu hết à, cái lúc mà nó đánh bằng cái cùi chỏ đằng sau. Tao cứu mày mà mày còn phát hiện ra tao đấy, hay thật. Nhanh, cho tao về đi, Ôi. Mày thấy nào đi nhanh hơn được tí không? Bao vây chó, bắt... Cái tên này mỗi lần mình nghe nhìn giống như là bắt vây chó. But because... Can you believe those cabrones? Yo, không nói nhiều. Chứ ôi, tụi nó tới rồi. I got it, I'll fly. Giờ đúng lúc luôn. Bye bye. Opening fire. Bỏ đi. Bay cao lên nữa em ơi. Giờ tụi nó mới chạy xuống tới là mình đã xử xong, mình là lấy con tên chạy luôn rồi. Số này chú quay chạy chậm đi. Đừng có bắn nó được rồi, chạy bà đi. Nó không nhớ thêm phải bắn nó đâu. Tell me who the hell you are? I know you're not Santa Blanca. Not your concern. Not your concern. Mày không cần phải quan tâm đâu. Không phải là mày cần biết để làm cái gì. Not your problem. Không phải vấn đề của mày, ok? Đừng có hỏi nữa. Him and his secret accounts. As his bookkeeper, how am I supposed to track that? I don't even know why any of this is happening. La verdad es que Nidia shouldn't be scared of us. Se la van a chingar, not yet anyway. We haven't even been working on the audit. Ok, ngon rồi. Xuống mày. Silencio, marche. And who was it that attacked you? Men who worked for Nidia Flores. It was nonsense. They suspect Pulpo plotting against Nidia. Will you excuse us for a moment? Pulpo and Nidia have it in for each other, huh? We need to use it to our advantage. Make them both think they're stealing from each other? Exactly. Just need to find ways to do that. We'll get back out there. Get some intel we can use to break that relationship. Hey, who did you guys say you were again? Pulpo's cousin, on his mother's side. For two people who work for the same family, Nidia and Pulpo don't seem to like each other very much. Họ hàng với thằng Ebubo bên phía nhà ngoại nữa chứ. Nhà gái bên phía nhà gái nữa. Mắc cười thiệt.
Trong khi bạn có thấy họ hàng quái gì mà cầm súng như thế này không? Không, mấy này làm gì xấu thì chắc cũng không có gì bất ngờ lắm hả? Hay là chúng ta có nhiệm vụ mới không hay là... It's what I did on fairly took myself away. It's true.